Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bạn em lên grab em mà họa mi chân mỏ sáng màu bóng bộ cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Em này mỏ vàng, chân vàng, lông vàng anh em nhá. Dáng dấp thì rất là ok này các bác này. Anh em nhìn con chim này hót hay không? Chim thuần sách lồng con hót đây các bác này. À, anh em thấy chưa? Sách lồng con hót này. Mỏ vàng chân vàng anh em nhá, lông vàng nhá, chim cực kỳ sáng màu luôn. Đuôi lá vả này anh em ơi. Quay đầu mặt cho anh em xem nhé anh em nhá. Anh em chờ em tí. Em quay đầu mặt cho anh em xem nhé anh em nhá. Đây đầu mặt em nói đây ạ. Đó, anh em nhá. Rộng rất hay anh em nhé. Chim quá thuần luôn anh em ơi. Quá thuần luôn anh em ạ. Em ôm mọi người anh em ạ. Ôm mọi người nó vẫn hot này. Căng anh em ạ, chim hay. Chân vàng mỏ vàng anh em nhé. Thổi thổi vào người nó không ngấy gì anh em ơi. Thank you.
em nhìn con chim nhá, rất là sáng màu luôn, lông màu, lông lông mới lại mỏ mới lại chân của nó cực kỳ sáng màu, cực kỳ là đẹp luôn anh em nhá. Thuần luôn anh em ạ. Lắc lồng đúng không? Lắc lồng vẫn hot anh em nhá. Xem được mấy phút được không ạ? Cái lồng nặng quá. Quá thuần luôn anh em ạ. Vàng này, chân vàng anh em nhé. Đấy các bác nhá, video em quay cũng khá là dài rồi. Anh em nào cầm một em họa mi đẹp, chân mỏ sáng màu thì alo em nhá. Em xin chào tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video sau nhá. Bye bye tất cả mọi người nhá.